Vâng thưa quý vị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là một nhiệm vụ lớn đang được các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện. Sau thành công rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, Bộ Nội vụ dự kiến trong giai đoạn 2023-2025 có 50 đơn vị cấp huyện và hơn 1.200 đơn vị cấp xã thực hiện sắp xếp trên phạm vi cả nước. Sau khi sắp xếp sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã, 19 đơn vị hành chính cấp huyện. Tại Đồng Nai, nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực chủ động thực hiện vì lợi ích chung. Đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chia sẻ đồng thuận với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường xã để tỉnh sớm thực hiện hoàn thành đề án góp phần phục vụ tốt nhất lợi ích chung của nhân dân trong tỉnh. Tiết mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này triển khai nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh ủy. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Đồng Nai trong năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tuần tự các bước lộ trình theo quy định và ban hành kế hoạch số 27 ngày 18 tháng 1 2024 về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 9 huyện và 2 thành phố, có 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm 121 xã, 9 thị trấn và 40 phường. Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi, đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 11 đơn vị gồm 4 xã và 7 phường, còn lại 159 đơn vị. Trước đó, tại phương án tổng thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xác định rõ kế hoạch và lộ trình thực hiện việc sắp xếp Năm nay, hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động và tập trung giải quyết chế độ chính sách vô dư tại các cơ sở tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp. Sắp xếp lại xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Năm 2025, hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các địa phương liên quan đang tập trung khẩn trương tiến hành những công việc thuộc thẩm quyền để đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án trình lên Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 6, năm 2024. Riêng tại thành phố Biên Hòa, giai đoạn 2023-2025, thành phố có 9 đơn vị hành chính cấp phường và một khu phố thuộc diện sắp xếp gồm Hòa Bình, Quang Vinh, Thanh Bình, Quyết Thắng, Trôn Dũng, Tân Mai, Tân Tiến, Tam Hòa, Bình Đa và khu phố 10, phường Tân Phong. Sau khi hoàn tất thủ tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường xã, số lượng đơn vị hành chính cấp phường của thành phố giảm 5 đơn vị hành chính gồm Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Tân Tiến, Tam Hòa. Đối với thành phố Long Khánh, nhập diện tích tự nhiên quy mô dân số của phường Xuân Trung và phường Xuân Thanh vào phường Xuân An đơn vị hành chính mới sau khi sắp nhập dự kiến lấy tên là Xuân An. Tại huyện Vĩnh Cửu, sẽ nhập diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An. Đơn vị hành chính mới sau khi sắp nhập dự kiến lấy tên là Trị An. Sắp nhập xã Bình Hòa vào xã Tân Bình thành xã Tân Bình. Lãnh đạo các địa phương cho biết, thời gian qua đã chủ động triển khai nhiều phần việc liên quan đến việc triển khai đề án, để đảm bảo đúng tiến độ của tỉnh, việc phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị địa phương cần phải đảm bảo đúng cơ sở pháp lý, có sự phân cấp phân quyền rõ ràng. Các bước công việc làm đến đâu cần phải chính xác đến đó, tránh để sai quy trình thủ tục, phải làm đi làm lại mất thời gian dẫn đến chậm tiến độ chung. Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp đơn vị hành chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội